Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Long Lánh TV và mình là Ngọc Ánh. Các bạn thân mến, chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Thế giới Anime. Ngày hôm nay thì mình muốn giới thiệu cho các bạn biết về những bí mật trong câu chuyện Naruto. Nào, hãy cùng lắng nghe video dưới đây và đừng quên nhấn đăng ký kênh Long Lánh TV nhé. Bí mật Naruto. Kaguya có những bí thuật gì mà khiến bà ta nguy hiểm hơn Madara gấp bội? Là tộc nhân Otsutsuki cùng với lượng Chara dồi dào từ thập vĩ, Kaguya là một trong những kẻ có sức mạnh to lớn nhất. Một kẻ bất khả chiến bại mà Naruto và Sasuke buộc phải dùng thuật phong ấn Chibaku Tensei thì mới có thể ngăn bà ta lại. Những thuật của Kaguya sử dụng vốn không được coi là ninjutsu, nhưng chúng lại chính là nền tảng của ninjutsu trên thế giới. Vậy, Kaguya có những bí thuật nào? Hãy cùng chúng tôi điểm qua dưới video ngày hôm nay. Đầu tiên, Mugen Tsukuyomi. Mugen Tsukuyomi, vô hạn nghiệt độc, là ảo thuật mạnh nhất trong thế giới Naruto. Sau khi hấp thụ thập vĩ, Kaguya đã mở Shinne Sharingan của bà ta, phản chiếu nó lên mặt trăng và ánh sáng nguyệt động sẽ soi rọi cả nhân gian. Tất cả những sinh vật dưới ánh sáng này đều bị dính thuật và rơi vào ảo mộng vĩnh viễn. Mugen Tsukuyomi. Với thụ giới giáng đẳng, những nạn nhân sẽ bị trói buộc, hút dần Chara cho đến khi họ trở thành lũ bạch Zetsu. Tuy nhiên, theo Naruto chap 677 thì có một số cá nhân vẫn có thể chống chọi lại, bao gồm các thê ma được hồi sinh bằng Edo Tensei như là Bộ Tứ, Hokage, Hắc Bạch Zetsu, những kẻ sở hữu Shinigan hoặc là được bao bọc bằng Susanoo đặc biệt của Sasuke. Tomokoroshi no Haikotsu. Bằng cách tấn công đối thủ bằng cách phóng xương của mình từ cơ thể, Kaguya không chỉ đơn thuần gây sát thương vật lý, mà khúc xương này khi phóng trúng cơ thể của nạn nhân sẽ tác động ở cấp độ phân tử. Phân hủy cơ thể của họ dần trở thành tro bụi. Bí thuật này là chiêu tất sát, chỉ cần trúng là sẽ chết và không có cách nào có thể ngăn cản lại nó, kể cả là lục đạo dương ấn trên tay của Naruto cũng bất lực. Trong Naruto chap 687, chiêu này đã giết chết Obito. Amenominaka. Amenominaka là một thuật có tên dựa vào vị thần Amenominakasu, thần tiên tổ của khởi tâm vũ trụ, là kami đầu tiên và suối nguồn của toàn cõi vũ trụ theo đạo của Shinto. Với Rinnega của mình, Kaguya có thể dịch chuyển tất cả kẻ địch trong phạm vi nhất định sang một dị giới không gian của bà ta. Số lượng dị giới đó rất đa dạng, có thể là dung nham, băng tuyết, sa mạc, thậm chí là biển axit hoặc là không gian trọng lực. Khoảng cách của các dị giới trong không gian này với nhau hay là khoảng cách từ dị giới đến thế giới ninja là rất lớn, do đó mà đây là một thuật hao tốn rất nhiều chara. Trong chap 683, Obito cũng thừa nhận rằng lượng chara mà anh có để tới không gian này bằng phương thức đồng bộ hóa Kamui với Yomotsu Hirasaka thậm chí còn lớn hơn như vậy, bởi vì đó là một không gian do anh điều khiển. Nó lớn đến mức phải huy động thêm rất nhiều chara từ Hyakugo, bách hào thuật của Sakura mới có thể mở cổng dị giới mà Sasuke ở đó. Yomotsu Hirasaka. Cái tên Yomotsu Hirasaka được đặt theo Yomi, tức là âm giới trong thần thoại Shinto, là bí mật song hành cùng với Amenominaka. Yomotsu Hirasaka là thật thời không, gần giống với Kamui, cho phép Kaguya mở cổng không gian một cách tùy ý để di chuyển giữa 6 dị giới của bà ta hoặc là công kích đối phương bất ngờ. Nó cũng có thể được sử dụng để kết nối hai vị trí không gian khác nhau trong cùng một thứ nguyên hoặc là tạo một đường dẫn liên kết hai chiều với nhau, nhằm tùy ý di chuyển, rút lui, tấn công bất ngờ khiến cho đối phương không kịp trở tay. Togebari. Kaguya biến tóc của mình thành những cây kim, đủ cứng để có thể cắm xuyên qua Susanoo và phóng liên tiếp vào đối thủ. Cùng với Byakugan, Kaguya có thể nhìn thấu những điểm yếu của đối phương rồi nhắm thẳng vào đó. Trong chap 680, chim ưng của Sasuke đã trở thành nạn nhân của chiêu này. Zanishigami. Zanishigami vốn là một trong những thuật mà Jiraiya đã từng sử dụng. Kaguya sẽ điều khiển tóc của mình một cách linh hoạt để tấn công đối thủ. Cùng với Togebari, chiêu này đã trở thành một thuật nguy hiểm, biến thiên vạn hóa khôn lường. Yasogami Kugeki. Bằng cách truyền chara vào lòng bàn tay và tạo nên một cấu trúc chara có dạng như là nắm đấm khổng lồ, Kaguya có thể tung liên hoàn quyền từ xa tạo nên sóng xung kích với sát thương cực lớn. Chiêu này thậm chí có thể phá hủy được cả Susanoo toàn thân thể. Chiêu này thậm chí còn có thể phá hủy được cả Susanoo toàn chân thể của Sasuke. Kết hợp với Byakugan, nó là một trong những tuyệt chiêu thể thuật đáng sợ nhất bởi vì tính nguy hiểm theo lý thuyết của nhu quyền và sát thương nó mang lại. Yasogami Kugeki, 80 vị thần tấn công chân không, là chiêu thức có tên dựa theo điển tích về thỏ Inaba trong biên sử Koiki. Theo điển tích đó, thần Ukunushi và 80 anh em của mình đã đi du lịch qua vùng Inaba để cầu hôn công chúa Yagami của Inaba. Kurodama. Kurodama là một trong những thuật pháp hùng mạnh nhất trong thế giới ninja, là đặc tính mà chỉ riêng những người sở hữu sức mạnh của lục đạo thì mới có. Chúng,
quả là những quả cầu màu đen thấm nhuần năng lượng của âm dương độn, được tạo bởi 5 thuộc tính chakra cơ bản, chỉ có thể tạo ra với kẻ sở hữu tất cả thuộc tính chakra và huyết kế giới hạn. Đây là một cái tên xuất phát từ Phật giáo của Mahayana, Ku tức là mong ước, Đô tức là con đường. Trong học thuyết đại thừa, nghĩa là tìm ra chân lý tối thượng trong chính tâm trí của bản thân. Hắc cầu có thể biến mọi ninjutsu trở thành hư vô, tức là ngăn lại các nhẫn thuật, nguyên tố và hiệu ứng của chúng, bao gồm sự bất tử mà Edo Tenshin đem lại. Ngoài ra, sát thương của nó cũng cực kỳ khủng khiếp, có thể khiến cho đối phương thành tro bụi như là chân độn, tựa như là nuốt chửng con mồi. Kurodama vô cùng linh hoạt, thiên biến vạn hóa và có thể biến hình dạng và điều khiển sự di chuyển một cách tùy ý. Nhờ có nó, người dùng có thể tạo ra lớp giáp bảo vệ hay là vũ khí hoặc là đại tâm xa. Tuy nhiên, Naruto trong chap 669 đã xác nhận giới hạn điều khiển của chúng chỉ nằm trong phạm vi 70m. Tuy nhiên, cách để chống lại chúng chính là những thuật khác, hoặc là thuật chứa sức mạnh của lục đạo hoặc là tiên nhân thuật. Theo Naruto nhận định trong chap 643, chakra của thập vĩ khá giống như năng lượng tự nhiên, nên tiên thuật và chakra thập vĩ là hai nguồn chakra tự nhiên có thể tác động được lên nhau. Bocho Kurodama. Đối với Kaguya trong chap 689, bà ta mạnh đến mức có thể sử dụng tối đa sức mạnh của Kurodama nhờ vào lượng chakra bản thân và chakra của các nạn nhân trong Mugen Tsukuyomi. Phiên bản tối thượng này có tên là Bocho Kurodama, được miêu tả như là đủ sức mạnh để có thể hủy diệt thế giới, rồi tạo ra một dị giới mới. Ngoài ra, 10 vũ khí huyền thoại giúp những kẻ mạnh như hổ mọc thêm cánh trong Naruto. Trong thế giới của Naruto và Boruto, 10 vũ khí này rất hiếm và mạnh mẽ. Trong thế giới của Naruto có rất nhiều vũ khí được sử dụng trong chiến đấu, bao gồm cả những loại mang khả năng cực kỳ đặc biệt và hiếm có. Những vũ khí này thường khó lấy hơn, thậm chí là chỉ có một hoặc là phải có đủ điều kiện nhất định thì mới có thể sử dụng được nó. Dưới đây là 10 loại vũ khí như vậy. Xếp hạng thứ 10, chakra của gia tộc Otsutsuki. Một số thành viên của gia tộc Otsutsuki có thể điều khiển chakra của họ thành những vũ khí nhất định. Có hai thành viên đã thể hiện khả năng này, đó chính là Kinshiki và Urashiki. Cụ thể, Kinshiki đã biến chakra đỏ của hắn thành nhiều loại vũ khí mạnh mẽ và Urashiki tạo chakra thành vũ khí chiến đấu rất sắc bén, có khả năng thu hút được chakra của đối thủ. Xếp hạng số 9 là Kokinjo. Kokinjo, Hoàng Kim Thằng, là một trong những bảo vật của lục đạo tiên nhân. Nếu như để sợi dây thừng này đánh trúng, cấm ngữ trong linh hồn của con người đó sẽ bị lôi ra ngoài, gọi là linh ngôn. Cấm ngữ ở đây chính là những từ mà họ nói nhiều nhất trong cuộc sống hàng ngày. Shichiseken. Shichiseken, thất tinh kiếm, là một cây kiếm lưỡi to và dẹp với một lá bùa treo ở phía dưới. Bằng cách là câu mệnh lệnh Doro, nó có thể cắt đứt linh ngôn của những ai bị rút ra bởi Hoàng Kim Thằng và để cho linh ngôn bị hút vào Hồng Hồ Lô, thỏa mãn những điều kiện để nguyền rủa nạn nhân. Nếu họ nói từ họ thường nói nhất thì họ sẽ bị hút vào trong Hồng Hồ Lô. Cho dù đó là từ gì đi chăng nữa thì nó cũng sẽ hiện lên mặt thất tinh kiếm. Người nắm giữ nó có thể lật kiếm lên để không cho đối phương biết từ đó là gì. Nếu như từ họ thường nói thay đổi, chữ hiện trên mặt kiếm cũng sẽ thay đổi. Benihisago. Sau khi linh ngôn bị cắt đứt, Benihisago hay còn gọi là Hồng Hồ Lô sẽ được dùng để hút chúng. Nếu như nạn nhân còn cấm ngữ nó một lần nữa thì họ sẽ bị hút vào trong hồ lô. Tuy nhiên, kể cả khi họ có im lặng thì sau đó họ vẫn sẽ bị hút vào trong đó. Xếp hạng thứ 6 là Basosen. Basosen, ba tiêu phiến, cũng là một trong những vũ khí ninja huyền thoại của Hagoromo Otsutsuki. Nó là một cây quạt có thể bắn ra bất kỳ nguyên tố chakra nào trong năm hệ chakra cơ bản: hỏa, thủy, thổ, lôi và phong. Chiếc quạt này có đủ sức mạnh để có thể gục ngã được Kakuyu nếu như Tenten có đủ lượng chakra cần thiết. Kohaku no Yohe. Kohaku no Yohe, hũ phách thịnh bình hay còn được gọi là hũ phách thanh tẩy, có thể phong ấn mọi thứ vào bên trong. Nguyên tắc sử dụng là khi nạn nhân đáp lời gọi của người sử dụng thì ngay lập tức cái hũ sẽ ghi lại giọng nói của nạn nhân và phong ấn người đó vào bên trong. Thanh kiếm Tochuka. Thanh kiếm của Tochuka còn được biết đến với tên gọi là Tửu Ngải Thái Đao. Thanh kiếm dài dùng để chém rượu là một biến thể của gươm Susanagi. Nó không phải là một thanh kiếm bình thường vì lưỡi kiếm thực chất là chất lỏng bên trong của hồ lô và khi được giải phóng sẽ thay đổi hình dạng. Đây là một thứ vũ khí thần thánh có thể là phong ấn bất cứ một thứ gì mà nó đâm xuyên qua. Nạn nhân của nó sẽ bị hút vào bình rồi mãi mãi kẹt ở trong thế giới thuộc về những giấc mơ say xưa. Thế giới này tương tự như là một ảo thuật. Xếp hạng thứ 3, Sakuyo. Sakuyo là một trong những vũ khí huyền thoại trong Naruto. Ban đầu được sử dụng bởi Hagoromo Otsutsuki, sau này nó có nhiều biến thể khác nhau. Bởi vì mỗi khi đạt được Jinchuriki thập thì nó sẽ có thêm một Sakuyo khác nhau.
Khi được sử dụng với Hakoromo thì thanh kiếm này mang hình dạng của một Sakuyo với một đầu, thứ hai có hình dạng giống như là một nửa trăng. Một bên đại diện cho mặt trời, một bên đại diện cho mặt trăng tương ứng. Khi được sử dụng với Obito, nó lại xuất hiện như là một Sakuyo làm bằng Charaden. Tuy nhiên khi được sử dụng với Madara Uchiha, Sakuyo được hình thành hình phần nửa mặt trăng và được biến thể riêng của Hakoromo. Là một thứ vũ khí được hình thành từ các đạo ngọc cầu, Sakuyo có khả năng xóa bỏ bất kỳ một hình thức của ninjutsu hoặc là taijutsu mà khi tiếp xúc với nó. Thần kiếm Nunoboko. Thần kiếm Nunoboko là một thanh kiếm lớn nhất với hình xoắn kép khổng lồ, được hình thành từ cầu đạo ngọc của thập vĩ, ban đầu được Otsutsuki Hakoromo nắm vững. Vũ khí này được sử dụng trong cuộc đại chiến ninja lần thứ tư bởi Obito Uchiha lúc trở thành Jinchūriki của thập vĩ. Theo như Obito, thanh kiếm này là một vật linh thiêng mà Hakoromo đã sử dụng để sáng tạo ra thế giới, là lưỡi kiếm đủ mạnh để có thể dễ dàng phá hủy thế giới bởi chính tay ông. Tuy nhiên, thanh kiếm này đã bị phá hủy bởi vì kiếm từ Susanoo của Uchiha Sasuke khi nó được tăng cường sức mạnh tiên thuật và chara cử vĩ. Xếp ở vị trí thứ 1, Hudorama. Hudorama là thứ vũ khí đặc biệt và cũng chỉ có cách đặc biệt mới có thể sở hữu được nó mà thôi. Số lượng quả cầu đen sau lưng tùy thuộc vào chủ nhân của nó. Chúng được tạo ra từ năm loại chara tự nhiên, điều này có nghĩa Kudogama có thể tấn công, phòng thủ trước bất kỳ nhẫn thuật nào. Chủ nhân của Kudogama có thể tạo ra bất cứ một thứ vũ khí nào từ đám cầu đen này, cho nên nó có khả năng vô hiệu hóa tất cả các jinjutsu. Đặc biệt, đám cầu đen này không thể nào phá hủy nếu như không sử dụng tiên nhân thuật. Naruto đã sử dụng Kudogama trong đại chiến ninja lần thứ tư sau khi có được một nửa sức mạnh từ lục đạo hiền nhân. Trên đây là 10 vũ khí huyền thoại giúp cho những kẻ mạnh như hổ mọc thêm cánh trong Naruto, cũng như là những bí thuật của Kaguya khiến cho bà ta trở nên nguy hiểm hơn Madara gấp bội lần. Để có thể cập nhật những tin tức tiếp theo, mời các bạn nhấn like và chia sẻ video. Đừng quên nhấn kênh Lóng Lánh TV, đăng ký kênh để ủng hộ mình các bạn nhé. Ngọc Ánh xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Xin chào thế giới anime!